Rồi, hello, xin chào toàn thể anh em nha. Tối hôm nay em có một cái con com anh em nha. B. Con com này là com 33 ha. Nòng 36 ly anh em nha. Thì nó bình xăng trên. Con này tum rồi nó còn đẹp hết anh em nha. Đó, cần cần tum lớn ha. Tay lái, đầu bò nghiêm chỉnh ngon lành hết anh em. Con này thì nòng 36 ly ha, bình xăng lớn rồi là bình xăng zin hết luôn anh em nha. Máy rất là đẹp, hơi hám rồi ngon lành. Con này còn bụi bặm luôn, chưa rửa chưa vệ sinh luôn anh em. Đó, con này sẽ giật hơi cho anh em nghe nè. Đó, máy nổ anh em ha. Em ru luôn anh em. Này em bịt bô lại á, cho nên là nghe cái tiếng máy nó êm. Ga nó hơi nhỏ đi, chỉnh ga ti vào một xíu là được ha. Đó. Anh em nhé. Rồi, anh em nào làm dòng này, anh em nào mua dòng này thì liên hệ với em nha. Số điện thoại của em là 034 434 1710 anh em ha. Đó. Com 33 ha, bình xăng trên. Siêu mạnh luôn. Rồi đẹp nha anh em nha. Con này vệ sinh cực kỳ đẹp luôn. Anh em nhìn tâm nè. Đó. Đó. Áo gió rồi liền lạc hết anh em ha. Máy móc là zin hết luôn. Cầm ống đầu bò này. Đầu ốc zin hết luôn anh em nha. Đây. Ốc zin hết nè. Đó. Rồi. Rồi anh em nào làm thì liên hệ em ha. Giá cực kỳ rẻ anh em nha. Con này mua rẻ bán rẻ anh em nha. Rồi, bye bye anh em.